lá thư cảm ơn của thiếu niên Việt bị tội phạm buôn người nhét trong vali ở Anh. Tháng 5 năm 2018, lực lượng biên phòng ở cảng Dover, Kent, Anh dừng xe của Andrei Danku, 20 tuổi, để kiểm tra. Họ xem xét trong cốp xe phát hiện ra dấu hiệu kỳ lạ, đó là một cánh tay người thò ra khỏi chiếc vali. Phong, khi đó 16 tuổi, đã được giải thoát và ngay lập tức được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, theo BBC. Danku sau đó đã nhận tội đưa người trái phép vào Anh và bị giam 18 tháng tù trong trại cải tạo. Sau 6 ngày nằm trong bệnh viện, Phong, một thiếu niên người Việt, đã được đưa vào cơ sở chăm sóc trẻ em của hạt Kent. Ngày 17 tháng 8, Hội đồng hạt Kent đăng tải lá thư cảm ơn từ Phong. Thiếu niên này đã cảm ơn những người đã giúp đỡ và chăm sóc cho cậu. Nước Anh thân mến, tôi viết lá thư này để nói cho các bạn biết về việc các bạn đã làm thay đổi cuộc đời tôi như thế nào. Mọi người đã cứu sống tôi. Mọi người đã cho tôi gia đình và một mái ấm. Phong viết. Thiếu niên này cho hay cậu cảm thấy sợ hãi khi thức dậy ở bệnh viện mà không hiểu điều gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy đau đớn khắp cơ thể và không thể ăn. Tôi chỉ có thể cử động cổ và ngón tay một chút. Sau khi hồi phục sức khỏe, một nhân viên xã hội đưa Phong tới một căn nhà nhận nuôi. Tôi đã có phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi có phòng ngủ riêng. Giờ thì tôi có mẹ nuôi, anh, chị, em, ông. Phong viết, cho biết cậu đã được dạy tiếng Anh ở căn nhà nhận nuôi và sau đó đi học thêm tại mạng lưới hành động vì người tị nạn Kent. 3 tháng sau khi được cứu khỏi vali, Phong bắt đầu theo học ở cao đẳng. Sau 11 tháng, cậu đã thi đỗ kỳ thi tiếng Anh. Người nhận nuôi Phong, Christine Buck, mô tả cậu là một thiếu niên tuyệt vời. Cậu đỗ mọi kỳ thi, sự tự tin của cậu tăng lên và cậu đã có bạn. Phong khiến cho tôi cảm thấy tự hào mỗi ngày. Nó thực sự là đứa con trai ân cần và quyết tâm nhất mà tôi từng gặp, bà Buck nói. Vào tháng 9, Phong sẽ tiếp tục tham gia kỳ thi tiếng Anh cấp độ cao hơn. Cảm ơn vì đã tìm thấy tôi, đã khiến cho tôi khỏe hơn. Cảm ơn vì đã cho tôi mái ấm, họ yêu tôi và tôi cũng yêu họ. Cảm ơn vì đã cho tôi được đi học. Cảm ơn dịch vụ xã hội và chính phủ Anh vì sự giúp đỡ và quan tâm của mọi người. Tôi chưa bao giờ tin rằng mình sẽ được yêu thương. Giờ đây, cuộc đời tôi đã có một chiếc cầu vồng lớn thay vì sự tăm tối như trước. Phong viết. Đức Hoàng. Theo cửa Na. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.